Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog tin Thi Thi. Hy vọng rằng với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những giây phút thư giãn thoải mái cho tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Chào mọi người, câu chuyện sau đây thì gửi đến mọi người mà một câu chuyện mà khi nghe qua thì chúng ta tưởng đó là một lời nói đùa nhưng đó lại là một câu chuyện có thực mọi người biết không ai trong chúng ta cũng sẽ có những khuyết điểm có thể là về ngoại hình cũng có thể là về tính cách và khi ai đó lấy những điểm yếu đó của bạn ra để trêu chọc thì thật sự là không hề vui chút nào thế nhưng cô gái trong câu chuyện này lại phản ứng quá đa và để lại một hậu quả khủng khiếp cô gái này đã đoạt đi mạng sống của bạn trai chỉ vì bị chê đã béo lại còn thích ăn kem câu chuyện một cô gái đã dùng kéo và đâm bạn trai đến chết sau khi bị anh ta chế giễu về căn nặng và ước muốn được ăn kem của mình Câu chuyện này xảy ra tại Trung Quốc cách đây chỉ mới vài ngày. Các nhân chứng tại đó cho hay là họ thấy một đôi trẻ đang đi dạo trên con phố mua sắm và cô gái tỏ ý là muốn ăn kem ốc quế cho đỡ nóng. Khi đó thì chàng trai này đã nói rằng em béo như vậy rồi mà vẫn muốn ăn kem à. Bị xúc phạm như vậy thì cô gái này im lặng, không nói gì. Sau đó thì đi vào một cửa hàng mua một cây kéo, đi thẳng ra chỗ bạn trai, đâm lên người anh ta bốn nhát và anh ta gục ngay tại chỗ. Mọi người xung quanh hoảng hốt và gọi cấp cứu. Tuy nhiên thì chàng trai khi được đưa tới bệnh viện đã chết vì mất máu quá nhiều. Bên phía công an Trung Quốc cho rằng nghi phạm họ Quang còn chàng trai đó là họ Giang. Hiện tại công an khu vực đang tiếp tục điều tra rõ hơn về vụ việc này. Một số thông tin trên báo chí tiết lộ rằng cặp đôi này đang ở tuổi 20 và bạn bè của cả hai thì cho biết là họ chỉ mới hẹn hò nhau được khoảng 20 ngày. Và một đoạn video quay lại thì cho thấy là sau khi đâm gục bạn trai, cô nàng mẫm mím vẫn đứng cạnh bên, trong tay còn cầm cái kéo. Còn bạn trai thì nằm gục trên vũng máu. Có thể đây không phải là lần đầu mà anh chàng này chế giữ về ngoại hình của cô gái. Nhưng phải công nhận là cô gái này đã quá nóng tính, có thể đoạt đi mạng sống của người khác chỉ vì một câu chia bai. Nếu như cậu bạn trai này không tôn trọng mình, luôn chỉ giữ về ngoại hình của mình, thì tốt nhất là đừng nên hẹn hò với anh ta. Và đây cũng là một bài học xương máu không chỉ cho các chàng trai mà cho tất cả chúng ta. Đừng bao giờ lơ ngoại hình của người khác ra để chí diễu, đặc biệt là đối với phụ nữ. Khen một câu họ sẽ có thiện cảm với bạn, nhưng chê một câu thì họ sẽ ác cảm với bạn cả đời. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tóm lại thì các bạn đừng bao giờ chia ngoại hình của con gái. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau quý vị có thể nhắn vào đây để chúng ta xem tiếp những video khác. đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hay.